49. Bộ dây hết rồi đi tìm cái ngắn đấy, đùi xà lò nhé. Em giờ cô phải cũng thiết kế được, mình lên cũng thiết kế. Lên bộ đi, bộ xeo đi em. Lên bộ xeo đi, nôi nôi trên kệ kệ, lên xeo đi em. Để em tìm hàng xe cho mọi người. Đâu ba cả chúng ta đi đâu? Bộ đùi ta đi đâu? Đây bộ gái đây tình yêu. Bộ lực lực nhé. Xe nhí 18 nha mọi người, xe cho mọi người luôn giá 25.000. 25.000 cái bên 25 này. Con gái là có mỗi cái mã mã tồn tại vừa lúc mà em đi giá 23 á chị Alene, có mỗi tay đó thôi. Tay em là cam 25. Cam 25, vàng 25 và hồng sen 25, còn 3 màu. Còn 3 màu duy nhất nha mọi người, mọi người lên giá 25. Cam 25, hồng sen 25. Hồng sen 25 ha. Đó ai trước hồng sen hẹp hồng sen. Sen đây mọi người luôn giá 25.000. Sen 25. Cái đen màu vàng. Ai trước mã vàng hẹp mã vàng. Và này đẹp quá. 25.000 nhá. Đó, vàng đây mọi người luôn giá 25.000. Chị lại chip đi cho chị tin chân một chút đi. Vẫn thích chị.
rút, cặp rút nhĩ đại, cặp rút nhĩ đại, và trước em màu trắng, hai trước màu trắng, hẹn màu trắng, trắng ha, cặp trắng nhĩ đại nha em nhỉ. Có một cái mẫu baby doll này hè mặc dễ cưng lắm mọi người, tôi xinh, tôi xinh luôn ha, trắng đây chiếc đây. Em trước hết rồi. Hoa này, mèo hoa này, 45 này. Mèo hoa 45 ha. Chip size baby nha mọi người, size baby tầm khoảng từ 11 12 kg trở đầu thôi. Dạng như kiểu mấy bé mà mới sinh rồi này kia thôi nôi nhé. Hàng của Victory giá này đang đi tới đoạn là 65, bây giờ đang cho mọi người luôn giá 45.000. 45.000. Nên em mã hoa 45. Hoa 45. Rồi xanh lá này cho mọi người luôn giá 40.000. Lá 40, hai chút xanh hẹn xanh 40. Mịt vàng, ai thích mịt vàng thì mịt vàng cho mọi người giá 45.000. Mịt vàng nhá, mịt vàng 45, bây giờ chip các chỉ số hết rồi. Ở mối tình yêu tin chẳng thôi đó. Mịt vàng 45, mịt xanh 45. Đã ai thích mịt xanh thì mịt xanh. Mịt xanh nhé mấy ha, cho mọi người luôn giá 45.000. Mịt xanh 45. Xanh này, tao còn gì nữa, cái con này, cái Hello Kitty này là gì nhỉ, đập đập 3D phải không mấy, à biết cái đó này, đi xanh, rồi đi đi cam, 45, đi cam này xây cho mọi người luôn giá 40, đi cam 40 nhá, hai chút đi cam hẹn đi cam, đi cam 40.000. Cam bi, rồi bi hồng, ai chút bi hồng hẹn bi hồng, hồng bi 40, ai chút hồng bi hẹn hồng bi ha. Mấy bé nhỏ nhỏ ấy, mẫu dây dây không không còn tình yêu ạ, bây giờ có mẫu dài dài thôi chứ không có mẫu dây dây, có mẫu dài dài thôi, hết mã rồi đó, đó hết rồi đó, còn tinh tỏ luôn á, xin chào nè, tỏ phạm đi nè, tỏ tỏ. Cái này lúc lên sốt thì không lên luôn. Ở đâu ra vậy? Dạ, loại ra 55.000 hàng siêu sốt. Nếu chỉ đi đâu hết rồi. Xay nhí nha mọi người. Nên em mã tạo đô đi. Tương chua để em bay phối này. Thực định luôn. Quần cũng phối này cho em nè. Đô nhí. Nhảy đi, nhảy đi. Tèm, tèm, tèm. Lên đầm cánh tiên nhí lại đi. Không nhảy à? Đó, đứng đó nhảy đi. Đôi nhĩ đại hết rồi, chiếc em còn tương táo là hết sạch luôn. Em đi hết sạch mà vừa lúc em hết sạch luôn á. Đỏ đôi, đỏ đôi ha bạn ha. Đỏ đôi đi mọi người luôn, giá là 55. Rồi đây em một cô ban, ai thích cô ban hẹn cô ban 55.000. Cô ban này đi mọi người luôn giá 55. Đô cô ban. Đô và cô ban xanh nhí nha mọi người nhé. Là tình yêu Nguyễn Thu Hương. Dạ em chào chị. Đô và cô ban 55. Mọi người cần phục vụ gì thì mọi người nói em để em lên cho mọi người. Mọi người đừng im lặng, em sợ nhất là sự im lặng tại vì em chẳng sẽ chẳng biết lên cái gì hết. Lâu lâu nó mới sale tình yêu ạ. Hồi lâu nó mới sale cho nó đâu có sale hoài đâu, cái hàng nguyên của nó đi cao ấy. Cho nên là nó cứ tới giờ nó có muốn thu ít, muốn thu ít, bắt đầu nó mới sale cho mình ấy. Dạ. Còn luôn nghiên các đại là đi 65 được cơ. 65 là giá rẻ nhất. Nhiều khi mình muốn về nhưng mà nó đâu có cho chị về đâu. Nó không có hàng sale thì thành ra là cũng không đi được ấy. Bao nhiêu rồi, mấy ngàn rồi? 2.000. 3.000 à? 2.000. Sẵn khóc. 3.000. Ủa vô đấy, còn đâu ra xuất hiện nhạc trời. Còn không? Bộ Nguyễn Hương chưa? Đùi nhí. Xả luôn. 18.000 cho em vừa. Còn có ở đây 2 giờ đâu ra. 18.000 lên em bi đen. 18 nha mọi người nhá. 18
Ngọc Mỹ Đại 29. Đại này phong to lắm, đại này phong 40-45 kg đó mọi người. Đại phong 40-45 kg thôi em nhá. Ai thích xanh ngọc thì em xanh ngọc. Ngọc cặp Mỹ Đại. Ngọc cặp Mỹ Đại này 29. Đi này. Mọi người cần lên gì thì mọi người nói em để em tìm hàng em lên nha. Nếu không em lên tùm lum thì nó không lại các chị lại không có hàng để các chị chốt. Có bi hồng đi mọi người luôn giá 18. Đó, bi hồng, ai chút bi hồng, hẹn bi hồng. Đầm say đại mà say đại thì dòng gì? Dòng cô tông thường hay là dòng xốp? Thế nào ơi, đầm say đại mà cô tông thường hay là dòng hàng xốp? Thế nào lên thì đi lên dòng xốp phải không? Để em lên dòng tin tin cho tình yêu nhé. Nếu không biết đứa xảo thì thích. Dòng này là vải cực đẹp luôn, tại vì dòng vải xốp mà. Xốp dương có mấy cái dòng này là đi cát rồi này kia đấy. Bi hồng 18. Cho chị Oanh Nguyễn Thành Tây. Bi hồng Phạm Mina hết, bi hồng Tiên Trần hết. Rồi đây xanh này có cặp với đại phải không em? Xanh này em có với đại đi cho mọi người luôn giá là bao nhiêu bây giờ nhỉ? Nhí 25 đại 29 giúp em đi. Nhí 25 đại 29 nhá. Nhí 23 đại 29 luôn đi. Còn em lấy mấy bi? Còn một bi, bi màu đen này thôi. Đó, còn một bi đen này thôi này, anh Nguyễn chút luôn đó. Ngọc đại cho chị Nguyễn Thảo Đắk Lắk. Bi hồng em hết. Sao đất em á? Rồi xanh nhí đại. Xanh nhí đại. Nhí hồng hết. Nhí bào hết. Ừ, cái 29 tầm giá 2329 nhí đại luôn cho em rồi ạ. Nên em mã bi trắng, ai trước bi trắng hẹn bi trắng. Bi trắng nhí đại. Bi trắng nhí đại. Hoa, ai trước hoa hẹn hoa. Hoa nhí đại nha mọi người nhé. Hoa nhí đại này, tinh chưa? Đó, ai chút hoa thẻm hoa. Hoa nhí đại 2329, nhí 23 đại 29. Dòng này là dòng nhà em lên được cho nên là em để cho mọi người giá rẻ. Chứ còn nếu mà đi mà lấy lại của người ta cũng không đi được giá này đâu mọi người. Vàng còn một cặp hả em? Vàng cặp, ai chút vàng cặp thẻm vàng cặp nhí đại. Cặp vàng nhí đại. Bi trắng cặp hả? Bi trắng nè. Bi trắng chị lấy nhí hay đại? Và Mina ơi, cặp xanh cho chị Oanh Nguyễn F. F. Và cặp với lại bi trắng Phạm Mina lấy gì? Lấy nhí hay đại? Ừ, 2329 nhí đại. Rồi hoa hồng có gì? Cặp bi trắng cho Phạm Mina. Hoa có gì em? Hoa có cặp luôn. Đây đây mã hồng, ai chút mã hồng, hẹn hồng, hồng này xuống rồi, hoa này tây ơi tây luôn. Hồng cặp nhí đại nha mọi người nhé. Hồng cặp nhí đại, dòng này mọi người chút ít nhất hai màu rồi đóng combo cho nó dễ cả nhé. Mọi người 2329 nhí đại. 2329 nhí đại nhé. Hết mẫu đầm rồi bạn. Hết hồng hoa nhí. Hoa hồng nhí, Phạm Mina. Hồng cặp nhí đại cho chị là châm, châm dừa. Hồng cặp nhí đại cho châm dừa. Đây là gì chị? Cái bộ tôn bé trai đâu nha. Quay bộ này xem luôn mọi người. Biết gì mà biết. Mẫu này đây à. Xay nhí nha mọi người. Xay nhí riêng 8. Sale luôn 22.000 đi. Em buồn tình rồi. Buồn tình rồi mọi người. Xem rồi các chị này, đợt này đang bán chậm chậm đi. Xem rồi cho các chị những cái dòng này các chị dễ đẩy. Thì bán combo cho nó dễ. Nhí vàng. Vài dày dặn lắm luôn á. Nhí vàng. Rồi trắng 22. Hoa hồng thêm đại cho chị Mina, Phạm Mina. Rồi trắng 22 luôn. Ai trước trắng thì em trắng 22. Hết đại rồi, hoa hồng hết đại chị luôn. Hoa hồng hết đại nhé. Trắng, ai chút trắng thì cũng trắng. Cái bi này chưa lên mà bi hồng. Bi nào? Bi hồng ba lỗ. Ờ, bi hồng chưa lên mà. Có nhí đại. Cái lan thì chưa lên thì còn bi hai bi kìa. Còn cặp đại. Cái màu lon lan gì cũng chưa lên. Cái này đầm em có này này vàng chị Nguyễn Khen chị. Vàng này lấy gì bị màu á? 22. 22. Chẳng đáp 20 tâm ngồi chắc nhảy lên tưng tưng bên kia luôn. Nhảy.
29 có màu lan kìa. 2329 như nào? Lan còn ý à? Lan này là đang hot hết năm nay này. Bí hồng cặp cho chị Anh nhỉ. Ép. Bí hồng cặp cho em nhỉ, lên đi nhỉ đi. Rồi ai chốt lan, lan có nhỉ rồi hả em? Lan nhỉ một cây giúp em nha mọi người nha, đi mọi người luôn giá 23 nghìn. Lan nhỉ 23. Lan là năm nay nó đang hot. Có Minh Bảo có đơn chưa? Minh Bảo ơi. Lan tặng như nè. Lên ít chai đẹp đi á, rồi lên lại bóng đi lại nhá. Em lên xí cho nó, em lên xí son cho nó hồng hồng. Hảo Hảo nhìn cái mặt như kiểu bán bếp á, dưới đường xanh mới lên. Thế thôi son cho nó lên. Chùi hết son. Lên thôi bắt đầu là kêu là gì ta mới bắt đầu like. Là mới bắt đầu like. Like nửa tiếng chưa son hết. Để em nói nhiều tới lúc chưa sau luôn mà người không chốt đơn em. Ý là ý thôi thì xinh xinh ấy. Bây giờ gọi đầu gội đầu cho khách hả? À, tình yêu lại cứ tưởng nghe cái gì gọi đầu cho khách cái gì đó. Ok. Đợi em một xíu đây. Cái này là tôn, em lên tôn trước đi xong bắt đầu. Còn váy không chị hả? Váy mà váy xeo thì váy xeo thì hết rồi. Váy xeo thì có mấy mã đó thôi, còn váy đẹp thì có. Váy đẹp thì còn nhiều mã lắm. Váy đẹp hàng tina, hàng thiết kế thì còn nhiều mã lắm luôn. Chứ có hả? Chỉ là xỉ hay là lẻ giúp em với ạ. Xỉ thì cặp đơn với em 300 giúp em nhé, để em nhận đơn tình yêu nhé. Cái này là tôn trộn màu như vậy giúp em nè. Có mấy màu? Màu xanh ngọc, cái màu xanh biển, màu vàng, màu cam, màu đỏ, trộn đủ size. Riêng 12 đi mọi người luôn, giá là 20.000. Đó, ba bi mẫu như vậy này. Mẫu này các chị chốt ít nhất giúp em là khoảng 2-3 màu, 2-3 ri đi. Về bán combo nha mọi người. Về bán combo chứ bán một ri về bán khó bán lắm. Về lại khó bán lắm nha mọi người. Cầm trộn này ở chợ Tân Bình nó đi bèo bèo cũng phải là đi 26-27. Cho nên mọi người luôn giá 20.000. Ai thích tôn trai hoặc tôn trai trộn màu nha mọi người nhé. Trộn màu. Dạ tôn là lanh ở ngoài Bắc đấy. Tôn là lanh ở ngoài Bắc nha mọi người. Trong Nam gọi là tôn, ngoài lanh ở ngoài Bắc thì gọi là lanh nha mọi người ha. Mọi người cho 20 mùa này thì bán tôn bán lanh ok. Nóng quá mà cả nhà. Nóng quá nên các con. Mà cái dòng này nó mát, thấm hút mùi. Nó nhẹ nhàng. Nó nhẹ nhàng, mặc lên nó dễ chịu. Xì giặt e yellow cặp đơn nha với chị nhá. Đó, ai chốt đây, ai chốt tôn trai, hẹn tôn trai size tới 20 kg. Bộ bi đen 18 à, tin chặt với chị vậy. Tôn đi, ai chốt tôn, hẹn tôn. Đó, có 4 màu như vậy, đủ size nha mọi người nhá. Chụp đủ size, size tầm cho em từ 8 tới khoảng 20 kg độ lại. Từ 8 tới 20 kg độ lại đi mọi người luôn, giá chỉ có 20.000 thôi. 20 ha. 20 chuột màu. Tôn này. Tôn 20, ai thức tôn hẹn tôn 20.000. Rồi lên bộ này. Đây bộ này bộ đẹp đây, em mở ra đi. Bộ này bộ đẹp đây mọi người. Cái này có dí đại nha mọi người nhé. Dí đại mà đại của nó là đại thủ. Đại 11, 15 á. Cái form y như cái bộ dí 2 mà hôm bữa mà mọi người chốt á. Đại to nha mọi người nhé. Đại to form tới 55 kg luôn. Nguyên thiết kế hả? Dạ ok Nguyễn Hảo. Rồi cái này em đi cho mọi người giá luôn này. 55-65 dí đại giúp em nhé. Dòng hàng em đâm chuẩn siêu shop luôn. Dí 55-65 lên em mã vàng dí đại. Đại này đại khủng á. Dạ đại như kiểu đại cô mọi người. Đại này như kiểu đại cô luôn ạ. Đại form tới 50-55 kg. Vàng dí đại. Đây đem mã trắng. Ai chốt mã trắng hẹn mã trắng. Trắng cặp nhí đại. Cặp trắng nhí đại cho em ha. Trắng cặp nhí đại. Nhí 55 đại 65.
chứ, màu màu màu, màu cam hay màu cam, cam cặp như thế này, và màu đỏ nhá, à chứ màu đỏ hay màu đỏ, cặp đỏ như thế này. Rồi em lên thiết kế cho. Hết màu rồi cả bên. Có mấy màu này thôi. Hôm nay còn về còn mã này thôi Tùy Dương. Không có trơn. Áo trơn quần sọc. Ôi dễ thương quá trời là dễ thương luôn ấy. Lên thiết kế. Lên thiết kế nha. Nóng quá luôn. Nóng gọi là nóng. Nóng dã man luôn mọi người. Vải cực xịn luôn á. Em không biết là cái mình vải này là vải gì nhưng mà sờ nó
nó xuống lắm mọi người, mịn màng cực kỳ luôn nhá. Ai chút má xanh tay hẹn xanh tay tay ha, tay này đi mọi người luôn, giá 55 xe đạp tay đạp 55 ngàn, tay đạp 55 nên em đã đại đen, đại đen nhá. Tay này đang học chân dừa 55 đại đen chứ. Ai trước đại đen hẹn đại đen, ai trước đại đen hẹn đại đen đi mọi người luôn, giá 55 ngàn. Mặc lên nó xè nó tà nó to gì nhỉ, mặc yêu lắm, cực yêu cực xinh luôn mọi người. Ai trước đen đại hẹn đen đại 55 đen mà hoa vàng nhờ, nhìn sang nhờ. Đây thiết kế hàng Tina đây mọi người, hàng của Tina nha, hàng xịn sò nha. Dây mắt mẻ ở đây, mắt mẻ dây đây, tay nhí thôi. Em đi cho mọi người luôn, giá 45.000, 45.000 giúp em nhé, kèm chip luôn mọi người, đây là kèm chip luôn nên em mã trắng 45. Trắng là 45 là xanh nhí nào, bọc đâu bé? Trắng 45 nên em đi như vậy luôn hả? Nên em mã này mã đen, ở đen này đen dạng kiểu yếm. Yếm ai chốt mã yếm thì em mã yếm, nhưng mọi người luôn ra 45.000. Yếm mọi người ha. Đó, yếm 45 bộ dây này, khối yếm này. Bộ dây này, khối yếm nha mọi người nhé. Nhưng mọi người luôn ra 45. Yếm 45. Yếm 45 chân váy trắng đi mọi người lên giá 45. Chưa 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 chư
một di ở đây này, cái kiểu bị xăm, bị sót một di ở đây á. Đó, cả nhà nhìn thấy không? Sau hai, dạng như kiểu dạng quấn quấn khăn như này này, quấn khăn như này mọi người ha, kèm chip đây, chip ở bên trong đây. Đấy, kèm chip đầy đủ cho em. Phải đi cho mọi người luôn, giá 45.000. Mới xét như vậy cho mọi người giá 45 hàng của Tina nha. Hàng Tina thì chất khỏi bàn luôn này. Đại sữa mẫu bông cúc cho ông em ơi. Đại sữa mẫu cúc cho ông tìm. Rồi hồng nhí. Hồng nhí cho mọi người luôn giá 45. Sữa ai lên lấy gì? Sữa cúc ai lên lấy gì? 45 này cho ai lên lên. Đây này, mã trắng này, mã trắng quần lê đây này, mã này này, vải đẹp chất đẹp mà mẫu xinh nhé. Bộ đó có, xem lại bộ đó nhí. Đây đây tình yêu, mẫu này áo dây crop top nha, đây mọi người nhìn em, áo dây crop top số cái quần lê, quần quần lê ha, phía sau như vậy, nhúng to giả như vậy này, có cặp nhí đây. Cái dòng này em có cặp nhí đại và em đi cho mọi người giá luôn là 45.55 cặp nhí đại. Quần ống len như vậy nhá. Mã này cưng cực. Phía sau có chuông như vậy, túi đầy đủ. Ha, phía sau có chuông. Hả? 45. Cặp trắng lại cái gì? Ok, cặp trắng là cho A lên lê này em ơi. Đó. Cặp trắng cho A lên lê chứ gì nữa. Ừ, 459. Cái này cho mọi người luôn giá 455. Mẫu này cưng xỉu, mẫu này thực sự là cưng lắm luôn á. Mặc yêu mọi người hình dung giúp em ha. Diện một phát là số chắc luôn á. Các con diện cái mẫu này lên nhìn xinh tươi lồng lộ luôn. Xinh tươi lồng lộ luôn á. Còn dạng thổ cẩm nữa, năm nay đang trên bây giờ nữa. Mặc chất chơi cực kỳ nhá. Mặc siêu chất luôn. Trắng ai chốt mái trắng, hẹn mái trắng. Trắng cặp như thế nào. 455 như thế nào. Thank you.
vài cô tông á, đầm ha bằng ha, đầm yếm dạng đầm yếm như vậy này, đầm yếm ha, đầm dây đó, phía đằng sau, phía đằng trước đều nhúng nhúng như vậy. 45.000 bên em màu cam bò, cái này em có cam bò màu vàng, cam bò màu vàng, màu xanh tây, màu xanh tây, và giúp em màu đỏ đôi giúp em ha. Nhưng mọi người luôn giá 45 vải này, vải gì á, nó mịn lắm mọi người, nó mịn đẹp cực luôn. Nó mấy cái dòng hàng thiết kế thì em thực sự là không có rành vải nữa, nhưng mà thực sự là cái dòng vải nó đẹp, nó mịn, nó mát nha, đùi dễ thương. Thì bây giờ còn xe đại 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 hàng thiết kế thì tầm cũng hàng chừng 3-7 kg đổ lại thôi, chứ cái to nó không to đâu. Dòng hàng thiết kế này xay nhỏ, xay nhí là tầm cũng khoảng 2-2-3 kg quay đầu, là những bé gọi là giòn người rồi, còn nếu mà uống thì không tới đâu mọi người ha. Còn đại của nó thì tầm khoảng 35 kg quay đầu thôi các em. Hàng thiết kế thì cái form nó sẽ nhỏ hơn, còn những cái form bộ ấy, cái form nó sẽ to. Rồi nha, đỏ, xanh, vàng, mẫu này mẫu TT hả? Còn mấy cái mẫu mà tay bồng đặt trong set trong đó đó, à, tay bồng mà áo của đó top á, này nghĩ là cục đi, hàng của TT, hàng TT giá ít nhất của nó là đi 87 thôi. Tay bồng lồng đèn như vậy các em nhé, phía đằng sau này nhúng đó, tay hai lớp lồng đèn, phối với quần lửng le, phối quần lửng le hai bằng á, dễ thương chưa. Hàng này hàng lụa cao cấp á, nhỏ quá trời luôn, trời bữa tao nói nhìn nữa thì lớn lắm rồi. Đây đang tới đây một xíu ở ngoài em nhìn em đẹp hơn phải không chị? Trong nhìn to nhỉ? Thấy chưa mọi người? Ở ngoài em đẹp lắm, mọi người đừng có cho em mà. Cái cô gian á, cái quai nhìn nó to, chị ra đâu có chưa chị đâu nghĩ em đâu nhìn hả? Cái quai nhìn nhỏ xíu à. Cái đại gia nhà đi mọi người giả hơn 55 này, tỷ 55 này cho Alan lên. Thấy ở ngoài em nhỏ lắm mọi người, em không có to đâu. Hồng nha, hồng tịt nhá. Ai lên lên tìm. Ok tình yêu. Vậy em lấy thêm. Dạ vậy. Xem lại quần ống rộng mà cái mẫu màu trắng phủ quần ống rộng hả chị Bảo Quyên hả? Phải không? Phải cái mẫu đó không? Anh ơi cái áo ba lỗ. Hàng này nè, áo ba lỗ size lẻ size hàng của hàng TT á mọi người. Hàng của TT á. Hàng TT và chính phẩm. Ba lỗ nha mọi người nhé. Phía sau quét như vậy. Vâng chưa? Thì mọi người luôn giá 25-30 nhí đại, 25-30 nhí đại cho em màu trắng. Ok đợi chị một xíu. Trắng nhí đại. Wow, heo không lên sao tự nhiên lại lùi lại lên. Tím nhí đại. Rồi cho em mã vàng. Tại vì em ngồi gần nên nhìn em to thôi, chứ em ở ngoài em to không to đâu. Hả? À trắng nhí đại. Mọi người trắng nhí đại đấy mọi người luôn. Giá 25-30 nhí đại nha mọi người nhé. Rồi cho em màu vàng. Ai chốt mã vàng hẹn mã vàng. Vàng cặp nhĩ đại. Hàng này hàng siêu xịn luôn. Hàng này hàng siêu sớt luôn á. Bao chất siêu sớt cho các tình yêu. 25-30 hàng của TT mà. 25-30 lấy này dùm chị cái bộ quần ống lay á. Lấy lại dùm chị bộ quần ống lay đi. Rồi lên em mã này. Màu dâu. Ai chốt màu dâu hẹn màu dâu ha. Cặp dâu nhĩ đại. Dâu cặp nhĩ đại ha. À heo làm gì mà cười ha ha, ồ cả quán cà phê hả? Ủa sao qua bên đấy? Đây này, giá cao kinh khủng mọi người. Giá của nó này 462.000 duy 8. Là hàng ra năm mấy vàng thì phải, năm mấy 60 á. Năm mấy 60 mọi người. Hàng của hàng TT mà, cưng lắm. Rồi cho em mã đen nha mọi người nhá. À, đây cho chị mượn cái chân váy đâu đặt nè. Cái lâu chân váy của TT này đâu nhỉ? Cái màu đó rồi em chắc người ta rồi. Đó em có chân váy xếp ly luôn. Mọi người đợi em một xíu. À ô nào cà phê à. Đây đợi em một xíu. Đây phối cho mọi người cái chân váy này lên cho chị một chân váy màu rút này luôn nè. Đây màu rút đi, rút biển màu rút nè. Chân váy này có nhĩ đại luôn và đi cho mọi người giá 4555. Em ở quận Tân Phú Hồ Chí Minh tình yêu. Em ở quận Tân Phú Hồ Chí Minh nhá. Đó, kèm chip đầy đủ. Kèm chip đầy đủ, chân váy có nhĩ đại. Thì mọi người giá 4555 hàng của TT luôn. Trời ơi xinh chưa? Dễ thương chưa mọi người? Cái
nào ba lỗ mà hàng hàng màu kia đông nhà ba lỗ chữ kìa. Nào đây. Rồi đen nhĩ đại, chân váy em có màu út nhĩ đại nhé. Rồi hồng nhĩ đại cho em ha. Đây cái mẫu này phải không tình yêu? Rồi em móc cái này mà em móc say đại thế. Chồng em có tìm được kìa. Đâu đây? Quần lên em mọi người ha. Chân váy chị có đại không? Cái đó có nhĩ đại hết mà, chân váy cũng có nhĩ đại luôn mà. Nhúng vài hàng của Tina đi mọi người, giá chỉ có 45-55 thôi. Con bé nó đi ngủ nó móc say đại xong rồi cái áo nó không có phồng lên được. Áo đấy nó phải phồng lên như vậy nè. Đó đấy, nó ngồi nó quấn say đại vô như vậy. Xét váy có đại không? Chân váy có đại nhưng mà cái vườn lúc không phải là xét đâu mà cái đó là áo lẻ. Áo lẻ là 25-30 nhĩ đại nhá. Ôi, em móc cái say đại vô cái móc nhĩ là nhĩ nó phạt cả giả man luôn đấy. Cái đó là bán rồi đó ông. Cái đó là em bán rồi. Cái đó là em bán rồi. Áo riêng, quần riêng. Tình yêu ha, ông ha, ông lấy hai cái đại luôn hả ông? Ông lấy một cái đại đen với một cái chân váy hồng hồng đại hả? Hay sao? Chân váy này em có hồng út nhĩ đại này. 45-55 này. Hồng út nhĩ đại, áo không có nhĩ đại luôn. Ông cái mã ba lỗ kìa, ba lỗ xì xò đấy nhỉ. Còn màu gì cặp không? Rồi chân váy em có màu xanh đen. Ok, ok nè. Đó, xanh đen nhá mọi người nhá. Ai thích xanh đen thì em xanh đen nhĩ đại. Đây ba lỗ này, có ba lỗ này xịn xò đẹp lắm. Hàng siêu xịn cho mọi người luôn. Có từng đó là hết luôn hả? Phê ba lỗ phê. Phê nhá mọi người nhá. Phê cặp nhĩ đại 25-35, 25-30 nhĩ đại. Cặp phê nhĩ đại đi. Phê thì mọi người phối với chân váy gì cũng đẹp. Mọi người nhìn một phát là thấy chất không? Xịn xò cực phẩm. Hàng của thằng gì nhờ? Kép tiếp nhá. Cùng một lò với cái hàng tinh tinh nhá mọi người nhá. Phê cặp nhĩ đại, chân váy xanh đen nhĩ đại. Rồi màu vàng đại và trắng đại 30.000. Vàng đại và trắng đại nha mọi người nhé. Đó, ai chốt đại vàng thì em đại vàng. Đại vàng 30. Hôm nay em like, tối em like, ngày mai em like 2k nữa à nhá. Đại vàng. Rồi chốt em mã đại trắng. Đại trắng giúp em ha. Đại trắng này, ai chốt đại trắng thì em đại trắng. Thì mọi người luôn giá 30.000. Đại trắng 30. Bạn không tìm thấy được cái mẫu cái laptop mà giống như của cái dòng này này. Cái laptop mà của chân váy á. Một màu ấy, màu cam với màu hồng với màu tím á. Like đâu mà like. Tay mà rớt ra vậy này, đại vàng cho Nguyễn Thảo Vân Tâm. Tay rớt ra hẳn. Ờ, tay rớt ra. Áo dây á, bộ dây cả đắp tóp á. Hàng hiệp lý nè mọi người, hàng hiệp lý hàng Tina nha. Đó, áo hai chi tiết xanh nhí. Em xem cho mọi người luôn giá 33.000 giúp em đi. Này không biết là dây mặt trong hay dây mặt ngoài, hình như dây mặt trong à. Cái đó lần ta lòng ở ngoài ra đi mặt trong. Không có lòng ở trong kìa ơi. Lòng ở trong sao thấy? Nó phải lòng ở ngoài mới thấy được cái lưới chứ. Đi lòng ở trong chứ. Lòng ở trong. Cái lưới là coi mặt trong rồi thôi chứ sản xuất cái lưới là làm gì? Đến mặt trong sao mà dơ cái áo rộng ra. Lưới mặt ngoài cứ cãi hoài. Mặt ngoài là phải rộng rộng cơ nó mới đẹp. Chị mặc cái vậy thôi chứ chị mặc chi cái lưới lên vô trong làm gì nó kè. Lưới vô trong là nó sẽ nhìn thấy được cái miếng như vậy nè. Này đây sẵn cái móc thử lên xem cuối cùng nó là trong hay ngoài. Cái này mặc trong hay mặc ngoài mọi người? À, áo nha. Trong. Trong kìa, thấy chưa, mấy chị kêu trong. Đó như vậy nè mọi người. Này đã thiết kế là hỏng. Tân xịn luôn. Lưới thì nó bao nhiêu? 34.000 à. Này là do thằng thiết kế, nó thiết kế cái áo. Cái này hả? Ừ. Trời ơi. 34.000 giúp em nha mọi người nhá. Còn một màu duy nhất là xanh nhỉ. 34. À, nó xinh lắm. Rồi em cột đàng hoàng tử tế cho bé. Đưa cái đi hàng gì đâu không muốn lên luôn á. Đen A lên lên. Đen A lên lên. Đây, xét nữa đây. Xét đây cả nhà ơi, hàng Tina đấy nha. Lên đơn mã này em xét bỏ em cột dây. Cái dòng này thực sự không biết lên sao. Xinh xinh đẹp đẹp. Đùi. Dây rất dài. Đen là chị nàng gấm. Đen áo thì em cầm đen áo như vậy. Mọi người nhìn giúp em với mấy cái hàng mà
lòng hồng, nhưng mà em không, thực sự em không thích đơn hàng đó, tại vì em không thích mặc những cái dòng thiết kế là mà người tay rất vai, nhưng mà tưởng tượng nó cực kỳ xinh, tay rất vai như vậy nhá, phía sau mọi người cùng một cái nơ to, có thể vừa làm dây cũng được. Hai đây mọi người đã 45 ngàn, phối với chân váy, phối với chân váy giúp em ha, 45 giúp em nhá, nên em mã đỏ 45, phải xếp vô cho chị đấy, bé là để không xếp luôn, đỏ đây mọi người giá 45 ngàn. Đỏ 45, Alele, hình như đỏ này hình như chị nhớ còn màu tím gì này kia đó nè, mẫu này nè, mẫu này nè, đâu, rồi y như vậy là em có màu tím, lưới mặt trong ông Đạt ơi kìa, bán màu tí nào, em gì nó còn không biết nữa mà, không chi là hẳn, à nói cái này em xếp cho ta đàng hoàng cho đi, hàng hàng đẹp mờ đề gì đâu, rồi chút em mã tím giúp em nhé, ai chút mã tím thì mã tím, tím xinh chưa? Cân lắm những cái mã như vậy á mọi người, các chị hình dung giúp em với, không khi nào, nói chung là không khi nào có khái niệm mặc được những cái dòng như vậy, không đủ đặc cấp để mặc á mọi người, áo thật rất top nha mọi người ha, đó cho em màu tím, tím này tím mộc, tím mơ, tím Huế, tím đẹp nè, tím nha mọi người luôn, giá 45, tím 45, đây là cho chị thử cái xét vết ở phía sau lưng em coi nè, tím ở đây sau lưng em nữa, chị nàng gấm với chị Bảo Quyên chị lên đây nè, hàng này hàng test tiếp. Đây mã này tím ra lên 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 em. Cái dòng này mọi người vừa có thể làm áo khoác cũng được, vừa có thể làm một set luôn cũng được nha mọi người nhé. Hàng của Bé Tiếp, hàng cùng lò với TT. Đó, áo khoác gala đi gì đó. Đó, áo vải xuất đó chị, áo vải xuất. Chân váy là chân váy phập dài, chip đầy đủ cho em ha. Đi mọi người luôn giá 5565 nhỉ ạ. 5565 nhỉ ạ. À, mọi người có thể làm thành một cái áo khoác cũng được, tại vì nút này nút thật, ha, nút này nút thật, nên em màu sữa cặp nhĩ đại 5565 ha, hàng TT á, hàng TT á, mà cái này là lô đặc của TT nè, nó in là cái gì đấy, Bé Tiếp nè, đó, đây, thấy chưa? Nó phải mặc lên không được, nó giữ vô cái người á, cặp sữa nhĩ đại. Sinh nhật mẫu này mà hồi Tết mà có hàng thì thôi đẹp miên man, gọi là đẹp miên man luôn, cặp sữa dưới lại ha, nên em màu đen, ai chốt màu đen, hẹn màu đen thì cứ xét cái đầm trộn hết rồi hả, chị kiếm đầm tôn bán hữu hả, ok nào, đầm tôn hồi hôm, đầm tôn hồi bữa nó cũng có chào một mẫu mà chưa lấy chứ, đó ai chốt màu đen, hẹn màu đen, cái màu đỏ, ai chốt mã đỏ thì mã đỏ, có hình siêu xinh em đăng hình cho mọi người nha, có hình hết, à, ai chốt màu đỏ thì màu đỏ, đỏ cặp như này, hình chụp mẫu luôn á, chụp cái mẫu cái luôn á, đỏ cặp như này, cặp đỏ như này, nên em mã đen, ai chốt màu đen thì màu đen, đây mọi người nhìn biết lại một màu cho em nữa, cưng chưa, dạ như kiểu tiểu thư đại cát ha, vừa mặc làm set cũng được mà vừa mở ra làm thành một cái áo khoác, xong mọi người mặc thêm một cái áo dây hoặc là áo ống hoặc là một áo tay ngắn bình thường ở phía bên trong là diện vô là đồ là mỹ mãn của tình mua đó. 5565 set này người ta đang đi là 9 mấy 107 nha mọi người nhá, đang đi 9 mấy 107 giờ đi mọi người. 5565 đem mã đen, cặp đen nghĩ nè, và lên em màu trắng ạ, và lên em màu trắng, ai chút mã trắng thì mã trắng, trắng phối áo màu đỏ, trắng ai chút mã trắng hẹn mã trắng, xinh chưa, trắng nhá, cặp trắng như này, cặp trắng như này, hai cái đó cho chị ấy cho em, hai cái đó cho chị ấy lên đây, đỏ luôn mà tím đỏ luôn mà, ừ đỏ chút từ đầu tiên rồi mà, mọi người đợi em cái em đi lấy cái hàng thiết kế lên cho mọi người.
đâu ta? Nhĩ vàng 54, dòng đó đang đi giá 77, cô
quần bơi nhưng mà vải quần bơi y như cái đồ bơi mà hồi hôm bữa em về, nói chung là vải đúng vải đồ bơi luôn, chứ phải vải không mặc thường. Xe cho mọi người lên giá 19, có thứ còn riêng mọi người 19, chỗ đây mã đỏ size tới 25-26 tí nha, đỏ này 19 đấy, đỏ 19, rồi lên em mã biển 19, đó, ai chất biển size từ 10 tới 25 tí, chỗ đây mã biển 19.000. Cái này là đại này, mà đại của nó là đại khủng, đại cồ.
chị cho mọi người giá bạn hai nha. Bạn đỏ cho chị A lên lên. Đỏ cho A lên lên. Cho em má đại biển. Cái size nhỏ nhất của đại đấy. Cái size nhỏ nhất của đại là mang không to lắm. Đại biển nhá. Ai thích đại biển thì đại biển. Đại biển 72.000. Đại mà đại đại cô luôn á. Biển A lên lên luôn. Size từ 32 tới 55kg nha mọi người ơi. 32 tới 55kg. Hàng của thằng MTTM. Hàng của TM. Lên em mã này bán mai cho em ạ. Ai thích mai thì hẹn mai. Nai đại. Nai đại. Quần may phối trước phối sau này. Tử viền này. Đó, phối trước phối sau chạy viền. Nai đại 72. Đại mà đại cổ luôn á. 72.000. Còn đây. Nằm được hay nhất trong cái cây đó. Không thể ra ngoài luôn. Cái con áo khoác mà eo xà vậy đó, chị thấy một hai viên không? Từ từ giờ lên áo khoác không được đâu. Lên quần trục. Em cho mọi người lên quần trục. Quần trục đùi mọi người. Quần trục đùi ha. Quần trục đùi lộn xộn màu đủ size 17. Từ 1 tới 7. Size cho em là tới tầm khoảng 22 tí. Đây là mọi người giá là 8.000. 8.000 nhá. Trộn màu nhưng mà đủ size mọi người, trộn màu nhưng mà đủ size ha. Đó, 8.000 về mọi người mua 3 4. Mua 3 4 ri về tiếp combo bán. Sức combo bán này. Đấy, thường thường cái quần trục này các chị đổ đóng ở phía ngoài shop á thì các mẹ mua ít nhất là cũng phải 2 3 cái, không khi nào mua một cái. Cả nhà, không khi nào mua một cái đâu. Hàng này kiểu dòng đầu cây đầu khúc bắt đầu mới cắt ra được giá này thôi, còn nếu mà đúng cây nghiêm của nó là cũng phải đi mười mấy. Nha mọi người nhá. Ai chốt quần trục hẹn quần trục V7 nha mọi người. Quần trục V7 ha. Đó, đồ không có ri nào giống ri nào đâu. Ai đây chốt mấy trục, mấy ri. Một ri này có 7 quần là mất công về không biết bán kiểu gì. Thực sự là một ri có 7 quần không biết bán kiểu gì đâu. Giờ bèo ít nhất cũng phải 2-3 ri đi về bán cả nhà. 2-3 ri mọi người chốt thành được. Chứ bây giờ chẳng nhẽ bây giờ người ta lựa được có một size, được có một quần. Trọng gì đi. Đó mà toàn là màu xinh thôi. Trục hay ai chốt trục hẹn trục. Quần trộn đó đi mọi người luôn, giá là 8.000. 8.000 giúp em ha. 8.000 hai ri ok. A lên lên hai ri. Em lên hát bài này. Nơi mình dừng chân cho các tình yêu nghe. Hay là cái gì bài gì bắt đầu ấy nhỉ? Nơi tình yêu bắt đầu của Mỹ Tâm. Ba đi quần trộn cho chị anh Nghĩ Yến có lực. Ai lấy lực phía ngoài đó bây giờ chắc đi đâu? Lực mà lực trai rồi, lực gái rồi, bước phúc the men á. Anh Nghĩ ép. Anh Nghĩ ép. Ba đi. Quần ấy. Đây lên lực luôn. Lực cũng đi cho mọi người luôn. Lực bây giờ có ít màu sale luôn đi. Lực còn có 2 màu sale cho mọi người luôn. Giá là 7.000 luôn đi mọi người. Còn có 2 màu ạ. Lực còn màu xanh đen và màu đen và màu hồng sen ạ. Còn 3 màu ạ. Xanh đen này, hồng sen này và đen nha mọi người. Và đen nhá. Màu xanh đen này là vừa trai vừa gái luôn. Nghĩa là một quặng của nó như vậy là 10. Một trục như vậy là 10. Đủ size form này tới 26kg. Form này thì to hơn này. Tới 26kg. Vừa trai vừa gái. Nó có 3-4 hình in như vậy luôn. Cả nhà ha. Đi mọi người luôn giá 7.000. Cái nhà mình hôm bữa em cũng đi 8.000. Bây giờ còn ít à. Đi mọi người luôn giá 7.000. Đó. Trai thì lại lực hợp lý hơn là đùi phải không ạ? Trai thì là lực hợp lý hơn là đùi. Cái mẫu này giống màu phải mặc đấy. Đó. Dù Pikachu này. Ngặt Pikachu này. Một màu này của nó là 10 nhá. Rồi siêu nhân này. Đó siêu nhân này. Rồi bạn gấu này. Và cái này là trai nhiều này. Này trai không ạ? Gấu này. Gấu thì trai đã thể hiện được. Rồi siêu nhân nhện này. Đó ví dụ ai lấy xanh đen hả? Lên em xanh đen. Được lựa màu nhá mọi người. Trục thì được lựa màu ha. Các loại cái lực này thì được lựa màu nhá mọi người. Giá 7.000 luôn. Trong hàng cô tông 4 chiều nhá mọi người. Hàng cô tông 4 chiều ha. Đó. Trong hàng cô tông 4 chiều. Đây mọi người luôn giá 7.000. Các em
đen, xanh đen bảy nghìn. Rồi lên em mã hồng sen, hồng thì tất nhiên là con gái rồi, Kitty, Bách Ba rồi này kia đó, Kitty kẹt ngồi đó ổn định kẹt. Để có siêu nhân này, có siêu nhân người nhờ sẽ cùng em ba màu với màu một visa lên lên em đó, Bách Ba này thấy chưa, lấy mẫu luôn, xanh đen, xanh đen cho chị, cho chị Oanh Nguyễn F, hồng cho chị Nguyễn Thu Hương, hồng cho Nguyễn Thu Hương, hồng cho Oanh Nguyễn F, lấy ba màu luôn đi rồi em lên màu đen cho mọi người, đen thì đen đây, nói chung là xanh đen nó cũng có ri vừa trai vừa gái, xếp ngẫu nhiên gì đó mọi người, đen á, đen, đen, ai trước đen hẹn đen, hẹn quần Hello Kitty, đó. Nguyễn F là hồng sẽ ba đi ba màu ok, xanh đen và sen á, anh nhớ hết nhá, đó ai chốt đen hẹn đen, nói chung là nhiều mẫu lắm, nhiều hình in lắm mọi người, đen ai chốt đen hẹn đen đây này, anh chị bọn đi đi ở dưới này, đó mẫu Việt mẫu đồ nha mọi người, mẫu Việt mẫu gấu mẫu đồ mẫu siêu nhân nhẹ rồi mẫu đô nam, nói chung là nhiều mẫu ha, thực sinh luôn, ai chốt đen hẹn đen. Cưng chưa, yêu chưa, dạ không có đại đâu chị, nhưng mà cái form này sao form to, nó chứ không phải như kiểu là hàng hàng trộn mà sai mười mấy ký đó, cái này hôm bữa em lấy cái lô này về mà đến lúc mà nó không kịp làm luôn, nó đóng một phát qua đây cho mình luôn này này, dây dựa còn lăng tăng xi măng đây này đó, anh chị Thu Hương Nguyễn là hồng sen, ừ, còn anh Nguyễn là xanh đen và hồng sen, nó có ba màu thôi em, còn ba màu thôi, nó sẽ đủ size đủ số đây, vừa vừa to tới nhỏ luôn, size tầm cho em là từ 8-9 kg tới khoảng 25 kg nha mọi người đó. Không chữ lương có hết ba nhè, ngày mai để thêm đứa Nguyễn Tú Hương màu hồng nè, anh Nguyễn F ba màu đủ rồi đó, thấy chưa, đen này mọi người, hồng này, hồng này và xanh đen nhé mọi người nhé, và ba màu xe cho mọi người luôn, giá 7.000 nữa chứ, 7.000 cái này phát bài, phát bài xám, bài xám, bài xám xe cho mọi người luôn, giá 39.000. Hầu như vậy hôm nay không mắc tay nhỉ, cầm khí thế luôn, mấy trăm quần từ dưới kia lên làm tráng thật, thôi tình yêu ơi nó chỉ vậy thôi, chẳng anh ạ, chấp nhận sự thật đi, tình yêu hết thời của anh rồi, sám đại nha mọi người, cho mọi người luôn, giá 35, giá 39.000. Ờ, phát tôn thì không có chứ, phát tôn không có, 39. Đây là có cái khoách trộn xay nhí này này, dòng hàng cô tông thôi nha, xe 19.000 á, cái dòng mà hàng hàng xuất chị xuất đẹp của em, còn lẻ trai lên cái dòng kia luôn, xeo xeo xả nữa luôn nha, cái dòng con chim á, đây cái này phát cô tông phát trộn hàng xốp nha, hàng này hàng hàng xuất chị giá đang đi 79.000, giá đi 79.000, cô tông may hai lớp, hàng cô tông 100% ha, lót hai lớp này vừa, nghĩa là nhưng mà cái dòng này size baby thôi, size tầm 13-15 kg quay đầu thôi mọi người, tầm 15 kg đổ lại cho em ha, size baby trộn màu như vậy cho em này, đó trộn màu như vậy cho em đi mọi người luôn, giá chỉ có 19.000 thôi, hàng này nhận về là phê luôn, mình vải cực đẹp nhá, hàng cô tông nha mọi người, 19.000, ai chốt phát trộn hàng phát trộn cho mọi người giá 19, trộn cho mọi người luôn giá 19, đại thảo mai nhìn có đất đại thôi. Rồi cái này đại xe cho mọi người luôn, giá dòng ngoại xuất nha mọi người, xe cho mọi người luôn giá 29, 29.000 xe đại form 45 kg, ai chút mon đại thì mon đại, mon đại 29, đại mon 29.000, đây quần lẻ trai, đây dòng hàng da cá đấy, nhà này lô này lô shop mà nó về cho em mình một màu chắc là phải gần trăm ri á, bán từ năm trước qua năm sau, bán 2-3 năm chưa hết luôn mọi người, đây mọi người biết sao nói phối, may phối như vậy size tới cho em là 26 kg nha, size tới 26 kg cho em nha, xin cho mọi người luôn giá 14.000 thôi, 14.000 nên em mã này mã đại đô 14,
14. Hàng này là dòng hàng shop đó, mà về nhiều quá. Về nhiều quá, cho nên thành ra bây giờ phải xe hoài. Nên em màu rêu. Ai chốt màu rêu, thẻ màu rêu. Ai lê lê đại đô. Nhưng mà bây giờ mùa này là các chị bán được những cái quần này, quần lẻ mùa này bán được được nhá. Xe mọi người lên bán được 4.000 dòng, không muốn đi 29 á. Đúng mùa, cái đầu mùa đầu tiên về đi 29 mà mình. Xe hoài, giờ xe lỗ sạc máu luôn. Mà vẫn còn về quá trời, mấy ngàn hàng có mã này. Rồi đây là mã màu đen. Ai chốt màu đen, thẻ màu đen. Đen mọi người ơi. Quần smile line này, gập line ha, 14 nha. Đen 14. Đen 14. Đen em màu tươi. Đó, chất đỏ tươi hay đỏ tươi. Đen cho Alene. Đang cho chị Alene 14. Đỏ tươi nhá, 14 nha. Và ai chốt màu tím hả, màu tím. Tím giúp em ha. Tím cho mọi người luôn giá 14 nha. Tím 14. Tím 14. Áo, một cái áo thiết kế này, size nhí này. Hàng của TH Kit. Dạo này hôm bữa đi giá hình như là 45. Hôm nay sale cho mọi người luôn giá 30. Cái này máy đậu nha mọi người nhá. Đậu 30 nghìn. Đậu 30. Áo nhí mới giá còn có bây giờ mọi người. Like đầu like thì ổn. Mọi người chúc cho em một cuối like đi. 17 nghìn các em nhá. Đây em học 17. Học 17 nghìn. Đây có đi đường dây này. Đi 29 này sale luôn giá 19 ngàn đi. Đứt cây dây 19. Dây mất kia nha mọi người, còn bao đi à. Áo dây gái đi à. Má ba lỗ thì còn thôi, áo dây còn dây đi rớt rơi rớt ở đâu rồi. Tình yêu ạ. 19 này Alene. Alene này. Bộ dây mà trộn màu á mọi người. Bộ dây mà trộn màu cam và trộn màu đỏ nhé. Trộn nhưng mà vải chứng phẩm. Trộn nhưng mà vải chứng phẩm hàng shop. Hàng này hàng shop ha mọi người ha. Hàng này hàng shop. Thế mọi người luôn giá 34.000. 34.000 ai chốt dây trộn, hàng dây trộn. Hàng siêu shop nha. Hàng này hàng shop, hàng đẹp, hàng khách nạn đây này. Hàng khách nạn ha. Trộn 34 ai chốt trộn hàng trộn 34.000. Trộn màu cam và màu đỏ. Độ màu cam và màu đỏ ha, ai thích trộn hãy trộn 34. 19. Trộn này. Này một ly này. Con tới 29 ký luôn, này dòng vải xúc. Xúc để xúc xịn á, xúc cao cấp á. Màu xanh tay. Tay bèo như vậy. Đi mọi người luôn giá 27.000. 27.000 theo hoa nha, cái này là theo chứ không phải là giá đâu mọi người. Đó, theo ha. Đây, nó theo xong rồi nó còn may thêm một miếng bảo vệ ở đây để cho các con phải trả cà vô đó. Nói chung là hàng đẹp, hàng xịn cho mọi người biết thôi. Và nếu hàng Việt Nam mình nó để luôn như vậy, nhiều khi là cái dòng theo cứ trong người ta sợ mặc ngứa. Nhưng mà hàng bên hàng xuất xịn này, nó may đáp lên để cho không bị cà vô thịt của các con. Hàng đẹp nhé, dòng này bao suốt cho mọi người. Cho mọi người lên giá 27. Đây đem màu xanh 27. Quần chai màu trơn có. Ai nghĩ nó có quần chai màu trơn ấy. Xanh 27. Áo dây hàng shop hàng đẹp đấy. Hàng của thằng Victory nha mọi người. Hàng Victory áo kiểm dạ áo yếm như vậy này. Vải cao cấp. Với mọi người lên giá 32 nhà xanh nhỉ. Đây đem màu cam bò. Bò cam bò giá 32. 32 màu cam. 32 cho em màu trắng. Này mà cố quần sọt vô được luôn. Alene. Rồi đây đem má trắng. Đó. Nó bện cái dây này thôi là bao nhiêu lâu nhỉ? Tốn công tốn sức ấy. Mọi người ai chốt má trắng nè, má trắng. Trắng cực kỳ dễ phối quần. Trắng 32. Trắng 32. Lên màu rút 32.000. Rút nhé. Ai chốt hồng rút thì em hồng rút 32. Hồng rút 32. Rút 32 nè. Alele rút. Em lấy đi này luôn. Có quần trơn, đợi em một xíu em xeo xả quần trơn nha. Quần trơn hàng shop có.
vàng. Đó, tuần sau, tuần trước. Vàng hả? 32. Vàng 32. Và màu sữa. Cái mọi người cho 32 này. Dòng này đang đi giá 5 mấy này. Có cây đi màu trôi này, cứ hình xong còn 12 viên nữa đã. Có màu xanh, xanh đen hay gì đó. À, nó không có sale luôn. Đó, và màu sữa giúp em nha mọi người nha. Ai chốt màu sữa hãy màu sữa 32. Cái này xanh nghĩ là có xanh đại thì giả mang luôn. 32.000. Xem màu sữa. Đổi cho em cam qua vàng. Ok, alo, đổi cam qua vàng. Đây quần bột màu. Đi 8 size nhí mọi người ơi, đi 8 size nhí. Quần tình ngồi dòng này bữa đi 20 mấy nhỉ. Nay xe cho mọi người luôn nhé, 20 đi. Hàng này hàng shop đẹp đỉnh nha mọi người nha. Hàng theo luôn này. Hàng chuẩn shop luôn, còn có đi 2 một hai màu nhé. 20 đi 8. Đi 8 nhé. Size nhí 20.000 cho em mã màu xanh đen 20. Phải chính phẩm là 1. Chưa đóng học phí à? Nhìn mặt là biết rồi. Có mỗi con gái rượu ơi, chuyên gia đóng, quên đóng, nhắn về em rồi. Đó lên em một tí. Chưa đóng học phí đâu bé à? Máy dây này in cưng chưa? Các em mã tím. À, chỉ quay người nét 20.000. Giờ đi đóng đi kẹo ơi. Tím nha mọi người nhé, tím mọi người luôn giá 20, tím 20, quần sọc đùi đẹp xịn xò luôn, đã đôi sale luôn, đỏ, sọc đùi, bao nhiêu rồi 10.000. Xong này thì trai gái đều diện được. Ủa mà sao chị chưa cập nhật thông tin của chị ạ? À? Cô giáo không có số điện thoại rồi này kia luôn. Cô giáo trên lớp không có luôn. Thế hả? Ừ. Để mai mốt chạy lại đi, mai con mai mốt chuyển lớp chuyển đồ rồi nó khó. Đấy, cưng chưa? Cập nhật lâu rồi mà. Cưng chưa mọi người? Mà hồ sơ chưa? Để chứng minh hồ này kia đầy đủ chưa? Rồi cái này hàng shop cho mọi người đi mọi người luôn nhé, 22.000. Bên em mã đỏ đô 22. Hàng này hàng công tâm chính phẩm mọi người. Đô 22 này. Cái này bán sản 22 này. Hôm nay Nguyễn Lê Minh Trí, tổ trưởng tổ dân phố trường tới là họ có làm. Có học ở đấy không? Em kêu chứ chuyển nhà rồi còn học gì nữa. Bạn đang như nói, biết đâu lỡ đâu quay đầu về đây thì sao? Trông khủng quá, tự nhiên ở trên kia là còn quay đầu về đây. Xong cuối cùng phải gọi điện. Ông bảo kêu không, làm học bên kia. Ông bảo sao gì thì tạm cuối trường bán trên kia là nó không ghi giấy là bữa sau là rắc rối lắm à. 822 ai lên lên. Đó không chịu làm chuyện tầm tí tầm bán trên kia đâu, ở đây đâu có phải dễ đâu. Em vô đắng đúa luôn á. 822 cho ai lên lên luôn em. Đỏ xám luôn á. Lên em màu lá 22.000. Trai gái được diện được mọi người. Hàng sớt nha. 22.000. Lá 22. Lên em mã màu mã cô ban. Tổng lao. Họ vẫn gọi điện cho chị bảo cháu về mà. Tối hôm qua xong rồi gọi điện thoại mà. Không, không nào gọi chị nè. Không, còn cái đi nó sẽ đi đó. Nó không đi đó, phải gọi chắc rồi. Đi đâu? Không, mình đi chơi đó thì ta chơi một cú nha. Tuấn đi đó mà, Tuấn có quen đi đó đó. Xong rồi bà gọi ta là lên. Em là cô giáo của cháu Trúc mà. À hôm đó, lấy số điện thoại của chị em. Em đang đi trên đường. Có mẹ số điện thoại mẹ, mẹ Trúc không? Cho em cho. Tám cho anh Nguyễn, cho nên là lúc đó là cả 6, gần 6 giờ. 5 rưỡi 6 giờ gì đó. Cứ mình lên đăng ký hết thì chứ. Ngày đăng ký phải đăng ký hết. 8 cho anh chị hết em. Đồ lên em màu xanh đen, ai chốt xanh đen, thẻ em xanh đen dễ thương quá. Bắt đầu thời tiết nó nóng kinh khủng đó. 22.000. Thời tiết mà em ngồi đây là em cột tóc lên mà nó mồ hôi mà nó ngứa nó chảy ra rồi. Kinh khủng luôn, em kêu là anh hẹn nhung em. Không chịu chuyển tạm chú tạm tắm lên bên kia đi để bắt đầu ở đây nó không để tuyến nữa xong rồi gần cập kề chạy lên đó cực lắm á. Bây giờ bắt đầu nó phân tuyến rồi, cái tuyến của mấy thằng nhóc đó là phân tuyến rồi. Nên em mã màu vàng, có bộ đuổi mát mát à. Hình như có cái bộ thổ cẩm nào em? Có cái bộ thổ cẩm ở đây, lên thổ cẩm năm nay đang hot em.
đầu bảo được anh Nguyễn đấy. Ở dưới quê thì đỡ nhỉ, ở dưới quê thì hả, giống như chợ là chỗ nào là vô chỗ đấy đấy, nó dễ. Còn ở đây cứ mỗi làm chuyển cấp là thấy đau hết cả đầu luôn. Dây đỏ thổ cẩm ở trong dưới thị hàng. Chào mấy đêm.
cái chờ cái chờ má muốn hồ cẩm ở trong cái nhà hàng, hồ cẩm ở trong cái nhà hàng đó, hồ cẩm tao đâu dây xong rồi chơi ống me đó, thôi tao thử hồ cẩm dây rồi lên em má đỏ đỏ mọi người ra 4-5 đỏ 4-5 nha mọi người nhé. Lên em mã này mã bắt cho nhà cho bà mới lên em mã này mã xanh giúp em ha, xanh nhỉ đây, cái này mặc như vậy sạch vai, ở với cái mã này mặc lên trung xỉu luôn á, dễ thương lắm mọi người, sạch vai như vậy quần ống len như vậy giúp em ha, sạch vai xanh a lên lên 4-5 này phải đúng gọi là đúng mấy tầm mà mấy chị mà gọi là chuyên gọi là hot girl rồi này đẳng ấy bạn ạ, 45 ngàn này không nó kia đây này, cái này có đại luôn này, có đại nha mọi người, à đầm đại đầm mắt xì đại đầm mắt xì để em coi chỗ cái dây gì đây, tầm lặng sẽ bắn thế này, đầm đại mắt xì đầm đại nha mọi người, phía sau nó chéo 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 dây ha, đó xay đại nha mọi người luôn, giá 55 ngàn maxi nha mọi người nhé, ai chấp maxi thì maxi, maxi đại này, ai lên lê này 55 này em 55 rêu này coi nhí nào, rêu này nhí thôi, rêu này rêu gì đây, rồi mấy cái hàng thời trang thiết kế này đau đầu thật, maxi nhí nha mọi người ơi, lót ở trong đầy đủ đó, lót ở trong nha mọi người, maxi nhí dạo này mà đi biển là lắc một phát là như kiểu là đi đi Hawaii ấy. Hawaii á mọi người, dạ yếm nha, đây nha maxi nhí, ai à, chúc maxi nhí, maxi nhí 45 45 là chuẩn bị Tết á, lộn chuẩn bị chuẩn bị nghỉ hè tới nơi rồi mọi người. Ủa cái xếp này cưng, lên em màu cam đi nhí, cam nhí 45 nghìn, nó tả lên nó mẫu mẫu chen chen như vậy không à, cam nhí ha, ai chút nhí cam, hẹn nhí cam yêu xuất sắc luôn, bán sớm mà bỏ qua những cái mã này là tuyệt đỉnh mọi người, mọi người về mọi người làm bộ siêu tập thổ cẩm treo lên cho em, bây giờ thổ cẩm nó đang hot mà, mua áo dài rồi này em vô nó tay là thổ cẩm không, cam hai lên lên cam hai lên lên đây là cái móc đâu nhỉ, cái đầm Messi này là chị phải móc lên cơ, đưa lên cho chị đây, móc cái Messi này lên em 500 570 mà chia cho 8 là bao nhiêu, 71 ngàn này. Giá 70 mấy, giá 71 đấy mọi người, Messi xì xì Messi xì cột lên cái đúng chất để đi biển luôn ha, chứ nên nói vậy là cho đi biển thì thôi chứ các con ở diện hè diện đồ gì này kia thì chẳng được đấy mọi người ơi, size số 1 của nó mà nó to lắm, to phải rất là to ha, đó lên em mã rêu đẹp chưa, form tầm từ 12-13 kg đổ lên á, cực kỳ to luôn, rêu giúp em đi, ai chốt màu rêu hẹn màu rêu hồi bữa lên cái Messi ấy thì không biết cái mã này là Messi lên mỗi món hoa, cái chị comment quá trời lắm, không có đủ hàng để mà cứu thêm nữa, Messi nhí này màu rêu này, ai lên lên luôn nè, đây em 45 ngàn bác sĩ vừa lúc có màu vàng nữa đó, thảo ra bác sĩ vàng đâu nhỉ, bác sĩ vừa lúc có màu đỏ đấy, rồi dây nhí mọi người, ai chốt dây nhí thì dây nhí dây nhí nha mọi người nhé, ai chốt dây nhí thì dây nhí chéo chéo nha, phía sau đi mày thấy chưa, nhí dây đèo hai tầng ở phía dưới mọi người, nhí dây ai chút nhí dây thì nhí dây về mọi người trang trí shop, mọi người lấy cái đầm này về trang trí shop bộ siêu tập, hàng một bộ siêu tập luôn, ai lên 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 ok tình yêu em phục vụ được mình chị hay em nhí gì gọi điện khách bán gì đây, à dây nhí mọi người, dây nhí này nhí nhí trộn trộn ai chút trộn thèm trộn giống như mãi dây vừa lúc luôn nhưng mà là trộn mọi người nhé, trộn màu ai chút trộn thèm trộn đi mọi người luôn, giá là 44 nghìn
trộn đi mà người giá 44 nghìn. Trộn 44. Cái nhà này đẹp thật, thật sự là đẹp. Chị nhận mà đưa lên tới bán rồi mà. Hả? Nó quen chỗ đi chứ cứ ngóng ngóng nó làm gì. Cái bộ này màu hồng dễ thương vậy nè. Trộn cho chị Nguyễn Thu Hương em. Trộn chị Nguyễn Thu Hương nó có má đây em đang cầu đánh. Từ quán được chai mà đi ra nó liền. Nên em màu hồng. Màu hồng giúp em nha mọi người nhé. 45. Hồng 45, cà rắc tóc vải này thì ba mát, thì sườn vải ba mát. À, hồng này hồng trộn mọi người, không phải trộn đâu mà bộ hết đâu. Không phải hồng đâu mà cái này là trộn luôn. Ôi thử cắm nhiều màu luôn. Nhưng mà đủ size thì 1-8 nhé. 44 ngàn, bộ trộn giúp em đi. Ai thích bộ trộn hay bộ trộn tải á. Đây trộn trộn trộn, cái trộn đó là trộn gì nhỉ, trộn dây em. Cái mái dây mà dằn dừa dằn dừa em coi xem thử có cái trộn ăn kim trộn dây hay phải dây em đại cái kia là các bạn em trộn bộ nhé ha. Còn đây là đại đại gì đây không biết nữa à, đại dây mọi người, ai chút đại dây thì em đại dây. Ừ to màu xanh tây đẹp chưa. 55 ngàn đầm nha mọi người, đầm dây đại 55 ngàn. Đầm đại ấy, đầm đại thì đầm đại. Đầm đại 55. Có bộ đại không bố hả? Bộ khung thì có, còn thiết kế thì không có đại chị ạ. Thiết kế thì không có đại, còn bộ khung thì em có. Mọi người đợi em một xíu em lên tiếp cho cả nhà ha. Đầm thì còn nhiều lắm. Rồi em bây giờ bao la bắt hết đầm thiết kế. À có bộ lực đại. Bộ lực đại dạng kiểu hip hop mọi người cần lên không? Lấy chị 1-2 đi trước cũng được đàn ơi. Lấy chị 1-2 đi trước cũng được. Đi hết rồi hả? Lấy mẫu khác đi, mẫu nào xinh xinh đẹp đẹp á. Là lạ, độc tập. Chị Bình An đi đi xe hay đi gì đó đấy. Lên chat thì nhắn cho chị với. Này, nghe luôn đi bé này. Nghe luôn đi. Đây đây, cái này bộ dây này. Bộ dây này, bộ dây trộn hàng của Tina luôn nha mọi người nhé. Dây trộn nhí. Cái mã này là mã gì? À, cối chân váy. Cối chân váy ha. Chân váy dây như vậy nè. Đủ màu luôn, trộn đi mọi người luôn, giá 44 ngàn. Ai chút trộn dây thì em trộn dây. Hàng thì xịn xò rồi, hàng của Tina Kit thì mọi người biết rồi. Hàng cực đẹp luôn. Nhằm 44 ngàn. Trộn dây 44 nhá. Ai chút trộn dây thì em trộn dây cho mọi người luôn, giá 44. Đó, trộn này, đủ màu này. Hồng, vàng, kem mọi người ha. Còn một riêng duy nhất à. 44 ngàn. Dây trộn 44. Lên tiếp, lên tiếp. Là đây có cái bộ đùi ấy á, đùi pyjama á. Có thêm nhầm đó không? Nó lọc khe đi nè. Nhí nha mọi người ơi, ai chút nhí thì em nhí. Nhí ha. Nhí. Đi mọi người luôn, giá 45 ngàn. Nhí đỏ 45. Nhí đỏ 45 này. Em. Nhí đỏ 45 này. Đây đây, mã nhĩ hồng này. Nhĩ hồng 45 ngàn. Ôi cưng quá. Vải đẹp cực luôn, hàng của Tina mọi người ơi. Nhĩ hồng, ai chút nhĩ hồng, hẹn nhĩ hồng. Hồng nhĩ 45. Hồng nhĩ 45 ha mọi người ha. Hồng nhĩ 45, đỏ nhĩ 45. Có đem mã vàng. Ai chút mã vàng, hẹn mã vàng. Hồng nhí cho ai lên lê luôn nha bé. Đó, chút em mã vàng giúp em ha. Ai chút mã vàng thì em mã vàng. Nhí vàng 45 ngàn.
đang 45. Dĩ mà rồi lên em màu đồng, ngay trước mã đồng, thẻ mã đồng. Và cho em lên lên luôn em. Màu đồng này đẹp quá. Có rồi. Đó, ai trước mã đồng, thẻ mã đồng ha mọi người. Đồng đi mọi người luôn, giá 45.000. Hồng vàng đó chị ai lên lên. Cho em màu đồng 45. Đồng 45. Pyjama Hà Tina cho mọi người luôn, cũng giá 45.000. Pyjama còn một màu duy nhất mà. Hà đẹp lắm. Trời ơi, vải xịn xò cực phẩm luôn mọi người. Cho đậu cho chị Nguyễn Thị Hằng. Đậu cho chị Nguyễn Thị Hằng. Đi xăm ma đi. Đèn ten. Cưng chưa? Nhìn quý tộc chưa cả nhà? Nhìn sang nhỉ? Quần may túi đầy đủ cho em nhé. Cái dòng này với chiếc trai gái đều dịp được ha. Đó, lên em mã này mã... Lên em màu vàng, chốt màu vàng nhỉ? Màu vàng mà nó có hai hình mọi người. Vàng nhá, lên đơn mã này em là vàng 1. Em lên cho mọi người vàng 2 này. Vàng này vàng 2 này. Vàng kia là nó nhiều chữ, vàng này là nó ít chữ, eo vì. Ha mọi người, ai chốt vàng 2 thì em vàng 2. Vàng 1, vàng 2. Khác nhau rồi hả? Ừ, cái chữ kia chữ khác mọi người, chữ kia chữ Dior, chữ này chữ L'Oreal. Nhá, ai chốt vàng 2 thì em vàng 2. 45. 45 ngàn. À, số em lên tiếp cả nhà yêu của em ha. Có mấy đi đi đậu rồi kia. Ok. Rồi thôi bây giờ em xin phép mọi người em xuống nha mọi người. Tối em lên nha mọi người nhé. Tối em lên mọi người. Tối lên. Nói chung là cũng còn nhiều mẫu và tiếp tục xả kho cho các tình yêu. Cả nhà ha. Pyjama em còn 2 mẫu à? Vàng 1, vàng 2. Vàng 1 là Dior, vàng 2 là LV. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bây giờ thôi tranh thủ rước con rước cái này, nấu cơm nấu nước cho chồng yêu để tối luyện tiếp nha mọi người nhé. Nhớ cái hẹn tối nay với em cả nhà ha. Bye bye cả nhà. Chị đẹp, chào mấy chị ơi, chị nào đang xem live chấm like lên giùm em với ha. Đây là theo yêu cầu ha, em like theo yêu cầu, chị nào muốn xem mẫu gì comment lên với em đi, em lên theo yêu cầu cho mấy chị nha. Tại vì hôm nay chưa có cái mẫu nào mới về hết. Nên là chị nào yêu cầu cái mẫu nào em lên mẫu đó cho mấy chị của mình ha. Áo trơn, áo màu đính đá, bộ một màu gì đó cứ comment lên giúp em là em lên nha. Em chào chị Trần Châu, hello chị. Cái này em thông báo luôn là hôm nay á, là bán giá mới rồi nha mấy chị ha. Áo màu, tất cả các loại áo là lên giá 5.000 một áo cho em nha. Tại là do giá vải lên mà em thông báo với mấy chị là một tháng trước rồi đó. Một tháng trước là đã lên giá rồi mà tới giờ này em bắt đầu lên giá cho mấy chị của mình ha. Cho nên là mong mấy chị là tiếp tục ủng hộ em nha. Tại là do giá vải nó lên cho nên em mới lên chứ không phải là tự nhiên mình lên giá ha. Như là áo màu trơn là bình thường giá bán đó, giá cũ đó là 70. Thì hôm nay giá đó là 75 nha mấy chị. Còn áo đá 80 là thành 85 nha. Đó. Cước áo lên 5, một áo lên 5.000 cho em. Còn cái mẫu là bộ một màu với lại áo 4D thì là giá vẫn giá cũ. Chỉ có cái mẫu này thôi. Mẫu áo màu trơn này thôi. Là nó lên giá nha. Áo một màu á. Hello chị cà rốt. Mấy chị chia sẻ like lên giùm em khi mà mình mua 3 áo hoặc 2 bộ
điểm ship với chị ha, chị sẽ like lên giùm em. Chị gửi rồi, chị gửi bữa hôm báo mail cho em là gửi rồi luôn á. Mà sao cái gói hàng của em chị không thấy nó quay về luôn Tarot. Chia sẻ like giùm em với mấy chị đẹp ơi. Rồi lên bổng gì mấy chị comment lên giùm em đi, em lên cho, em lên theo yêu cầu ha. Rồi áo màu trơn em đang mặc 75.000 một áo ha, mấy chị có size từ 1 tới 5 nha. Chị nào thích mẫu trơn em lên mẫu trơn trước cho mình nha, chưa mẫu trơn trước cho mình lựa nha. Áo màu trơn. Chị nào thích đỏ tươi lên đỏ tươi cho em. Ừ, chị không thấy quay về nữa, sao lâu ghê á. Rồi cái màu này các chị lên giùm em là màu vàng đậm ha, vàng đậm giùm em nha. Vàng đậm mấy chị chốt cho em vàng đậm ha, vàng đậm kèm size từ 1 cho tới 5 giùm em nha, 45kg cho tới 75kg mẫu này. Thì Trang ơi, em nãy em nhắn chốt cái gì chị chưa có đọc nữa, em chốt trên đây luôn đi. Cái nào có thì chốt, còn không có thì thôi, chứ chị không có giữ đơn mà chờ mẫu đâu nha. Tại vì không biết là nó có mẫu đó, nó có về không. Cái màu tím mà em đặt ở trong đây, màu tím Huế đậm là còn size 5 nè em nè. Tại vì em hỏi size số 4, còn size số 5 là còn nha. Đây. Cái bộ mà em đặt ở trong hình đó là đây ha, size số 5 chị còn nha. Rồi màu tím Huế đậm nè. Đây là Thùy Trang. Tại lúc em hỏi số 4 thì hết, còn số 5 thì còn. Đây ha. Đó em có lấy không, nó lấy giùm chị nha. Rồi cái bộ mà đính đá một màu như thế này là 150.000 một bộ mấy chị. Hai bộ miễn ship, chia sẻ like lên giùm em. Rồi để chị hỏi thử. Tại vì chị không thấy nó quay về luôn á. Bộ này nè Thùy Trang ơi, em có lấy không? Size số 5 còn. Đó. Lấy thì nói lấy giùm chị nha. Đó, lấy một bộ này đi, size số 5 nè, với lại màu nào. Thấy nhắn màu nào trên đây nè. Màu xanh rêu. Màu xanh rêu, để coi còn bộ nào số 5 màu xanh rêu không. Màu xanh rêu số 5 còn luôn nè. Tại hôm qua em hỏi là số 4. Hôm qua em hỏi số 4 nên chị nói là hết, còn số 5 còn luôn nè. Màu xanh rêu luôn, cái mẫu này luôn nha, đẹp lắm. Đó, bộ màu này màu xanh rêu. Rồi còn hai bộ số 5 nè, em lấy không? Hai bộ miễn ship. Rồi lấy ha, vậy lấy bộ tím em nha, còn bộ rêu này lấy luôn đi. Bộ rêu này em lấy cho chị luôn đi, hai bộ. Cái chị ơi, chia sẻ tay lên giùm em với mọi người. Rồi cái này lên giùm em là màu này. Lấy màu tím cho em rồi ha.
đó. Còn cái màu xanh rêu thì hết, mà em chờ là sẽ không có nữa, tại vì mẫu nào hết là hết luôn. Có về thì cái kiểu đá, cái màu thì có thể là có, nhưng mà kiểu đá nó sẽ khác chứ nó không có giống nữa nha. Mạng bị hỏng hả? Ủa là sao? Coi không được hả mấy chị? Coi không được hay sao? Cà rốt chị coi bình thường mà. Cà rốt ơi, em nhắn chị không hiểu, mạng bị hỏng là em coi không được hay là chị là do bên em hay là do bên chị vậy? Hello, em chào chị Quân Đạt. Hello chị Hiền. Mấy chị chia sẻ like lên giùm em nhé. Mấy chị đẹp ơi, cho xin mấy lượt chia sẻ đi, cho tương tác mạnh mạnh lên nè, em like với. Thì Trang ơi, còn bộ xanh rêu đó lấy được lấy giùm em nha, lấy chị nha. Rồi bằng này mấy chị lên giùm em màu xanh, xanh này là xanh dương mấy chị, xanh dương nha. Còn cái xanh coban nó sẽ đậm hơn một xíu nữa. Hello chị Quân Đạt nha, đây màu xanh coban nè. Xanh coban nó sẽ đậm hơn một xíu. À, đó, cái này mới đúng là xanh coban nè. Rồi, bữa em nói nhầm rồi. Rồi, màu này màu xanh coban cho em nha. Xanh coban ha, chị nào thích xanh coban. Áo trơn 75 ngàn một áo mấy chị ha. 75 ngàn một áo, một bộ cho em mặc là 135. Hai bộ miễn ship nha. Lâu quá không gặp chị Hiền ha. Rồi xanh dương thì em còn size 234, à xin lỗi, xanh coban thì em còn size 2345. Xanh dương thì em còn size 12345 nha. Đó. Xem bình thường. Vậy là cà rốt đó, mạng của em. Cảm ơn nha chị Quân Đạt. Vậy là mạng của em bị gì á. Rồi màu đen mấy chị ha. Chị đã thích nguyên bộ đen nè, chốt áo đen cho em nha. Đen kèm size 12345. Em dơ màu lên giày mấy chị xem thôi. Còn chị nào mà thích em mặc bộ nào cho mình á thì nói em nha, em mặc nha. Em xem không được là do bên em rồi, chứ mạng chị bán like là chị đăng ký có gói mạnh lắm. Rồi màu đen. Hello chị Hoàng Nghi. Hello chị. Rồi em còn hai cái bộ này nè, em sell chị nào lấy được lấy giùm em nè. Còn cái bộ này ha, nó khác mẫu, nó là bộ một màu mà nó còn bộ số 3 này ha. Anh xã cho mấy chị 140, chị nào lấy thì chốt cho em nha. Số 3 556 một ký vừa. Màu này là màu vàng nghệ nha mấy chị, màu vàng nghệ đó. Bộ một màu là em bán 150 á, mà còn bộ này em xã luôn 110 này, chị nào chốt đi mấy chị. Bộ một màu ống rộng, bộ một màu ống rộng nha, vàng nghệ nha, size số 3, 55 tới 60 ký vừa cho em, đẹp lắm luôn. Những cái mẫu này là like qua rồi, nó còn rớt lại một hai bộ thì sell cho mình nha. Rồi bộ này lên giúp em là vàng nghệ sell size số 3 nè. Đó, hoa đào, lồng đèn hàng Trung Quốc. Chị nào chốt bộ này, chị nào chốt bộ này lên giúp em mã vàng nghệ sell hơn size số 3, 101 nha. Đó, 150 giờ xả cái bộ này có 101 rồi mấy chị. Chị nào 55-60kg thì chốt giùm em ha. Rồi đây cái bịch này của mấy chị này, trời ơi em nói em buồn hết sức chị đó. Chốt qua đây 2, 4, 6, 7 cái áo màu trơn. Rồi em gửi hàng vừa gửi ra tới bưu điện, nói em là thôi giữ lại giùm chị đi, chị đi đi công chuyện 15 ngày mới về, em giữ cho 15 ngày. Rồi em không thấy nói năng gì hết, không thấy nói năng gì hết. Em nhắn em hỏi có lấy không á thì hẹn em thêm 5 ngày nữa. Rồi em giữ cái gói hàng này là tới nay là 20 ngày rồi mà cũng không thấy nói gì luôn. Cho nên giờ em xả ra nha mấy chị. Em bỏ tham lai luôn. Rồi lấy em mở vàng nè. Chị Minh Châu. Mẫu em đang mặc áo thơm quần đen như thế này á chị, là 135 ngàn một bộ. Cái mẫu em đang mặc là có bán áo lẻ luôn, 75 ngàn một áo chị nha. Rồi chốt giùm em mã vàng đi mọi người. Vàng, vàng hai cái số 1 để cho Hoa Liên Ngọc nè. Rồi lên thêm mã vàng nha. Vàng kèm size 12345. Chốt mã vàng đi. Vàng size 12345. Rồi giùm em vàng đó chị. Hello chị Hiền. Mấy chị chia sẻ like lên giùm em với mấy chị đẹp ơi. Xin lượt chia sẻ thôi. Đó,
mẫu nào chị Trần Đan ơi? Chưa có cái mẫu nào mới hết. Những cái mẫu mà em like qua một hai lần giờ em like lại chưa có mẫu nào mới về hết chị. Mẫu nào mà nó hot liền mẫu đó thôi, chắc em giàu to luôn á. Mấy chị mua nhiều đi là em có mẫu mới liên tục hả? Rồi em lên cái mẫu bộ này nha. À, chị nào xíu nữa xem áo trơn thì em quay lại áo trơn cho nha. Chị Trần Đan muốn xem mẫu nào? Rồi mấy chị em lên cái bộ này ha. À, đính đá một màu quần ống rộng 150.000 một bộ. Mà này mấy chị lên giùm em là màu hồng da nha mấy chị, hay màu nu á. Màu nu giùm em nha. Nu màu da thì cũng được. Màu này đẹp nè chị Trần Đan. Hốt bộ này nè chị. Bữa che một kia tối lấy màu này sáng nè. Màu da sáng nè. Rồi ha, bộ này size số 2. Chị nào chốt lên giúp em mã này là mã hồng da giùm em nha. Hồng da còn size 2, 3, 4, 5. Chốt cho em bộ hồng da size 2, 3, 4, 5 với chị. Màu hồng da. Rồi màu hồng da cho em nha. Size 2, 3, 4, 5. Xem rõ không mọi người ơi. Đây lên giùm em. Mấy mẫu này em mới like qua có 1 lần, 2 lần cho mấy. Mẫu mới không á mà. Còn chưa có mẫu nào mới hơn hết chị Trần Đan. Nói chung chị nào mà chưa sở hữu được thì nó là mới của mình hết á. Còn chị nào có rồi thì mới kêu nó là cũ thôi ha. Cũ là cái mẫu nó cũ thôi, mình có thì mình kêu cũ chứ không phải là đồ cũ nha mấy chị. Chị Minh Châu ơi, chắc nó là thun lây dông Hàn Quốc co giãn mạnh thôi. Cái vải nó không dày cũng không mỏng, vải vừa phải chị nha. Vải vừa phải, mặt mát, thoải mái. Không có mỏng mà nhìn thấy hết nội yếu trong. Chứ mà cũng không có dày cộm. Tại vì bà ba mà vải dày quá, mặc lên nó không có cái độ rũ, nó không đẹp chị. Ví dụ mấy chị mặc áo dài á, có cái áo dài nào mà nó dày không? Không có. Đó, cái độ nó vừa phải thôi. Rồi, lên tiếp. Vải không dày, không mỏng nha chị nha. Vải vừa phải. Rồi, bộ này lên giùm em bộ trắng ha mấy chị. Bộ trắng giùm em nha. Rồi, nguyên bộ trắng luôn, chị nào thích trắng, chốt bộ trắng. Rồi lên cho em bộ trắng nè. Bộ trắng kèm size. Trắng em còn 1, 2, 3, 4, 5 ấy, chị cứ chốt. Em tiền còn em chốt nha. Rồi chị nào thích bộ trắng lên giúp em bộ trắng với chị ha. Muốn em mặc bộ nào nói giùm em nha. Bộ em mặc là lên giùm em màu hồng da mấy chị, hay màu nu gì cũng được. Em còn size 2, 3, 4, 5. Màu hồng da size 2, 3, 4, 5. À, chị Trúc Anh Phạm Nguyễn, bộ em đang lên là 150.000 một bộ chị. À, hai bộ thì miễn ship, còn một bộ thì phí ship 25.000 cho em nha. Rồi chị nào thích bộ trắng chốt cho em bộ trắng nè. Có áo lẻ luôn chị, áo lẻ mẫu khác, mẫu này là nguyên bộ. Mẫu này nguyên bộ nha. Hello chị Diệu Hiền. Bạn khen không thấy ai mua hết trời. Bạn khen không mà không thấy ai mua giùm hết trơn á. Rồi lên nhìn em bộ trắng đi mấy chị. Trắng ha. Trắng thấy sai mấy ta. Rồi trắng kèm size 1, 2, 3, 4, 5 giùm em. Trắng size 1, 2, 3, 4, 5 mọi người không? Đẹp quá trời luôn. Rồi chị đón bộ trắng. Dễ thương lắm mọi người. Bộ trắng mặc lên sang lắm luôn á. Rồi chốt bộ trắng giùm em. Có size 4 mà bộ em mặc đó. Có size 4 mà chị. Rồi để coi coi. Bộ màu nâu đó đẹp đó chị Trần Đan. Để em coi coi có size 4 không. Có nha, có size 4 mà, bộ màu nu em nói là có size 4 mà, đâu kêu chị lấy size 2 đâu. Thích quá, lấy đi chị Diệu Hiền, đẹp quá, hello chị Huệ. Hello chị Huệ nha, rồi lên bộ trắng giùm em mấy chị ha. Trắng size 1, 2, 3, 4, 5, chốt cho em mã trắng. Rồi lên cho em bộ trắng. Chứ có người dặn hả? Ok chị.
chốt bộ trắng giùm em hơn size 1, 2, 3, 4, 5 lên giùm em bộ trắng cho chị. Cái màu xanh coban đẹp nè mấy chị đẹp. Chốt giùm em bộ xanh coban ha. Rồi cái bộ này mấy chị lên giùm em là màu xanh coban, đẹp lắm luôn, màu xanh coban. Nếu có bà chị thấy mua của chị đẹp nên mua. Ok, em cảm ơn chị Quân Đạt nha, mua đẹp về giới thiệu khách cho em, chứ em bán nói chung là cũng chưa có khách nhiều. Ít ít khách là mấy chị ủng hộ giùm em đi. Ủng hộ giùm em mấy chị đẹp ơi. Rồi màu xanh coban. Xanh coban cho em mấy chị. Lên giúp em xanh coban nha, xanh coban này em còn size 1. Em coi coi còn size mấy. Size 1 và size 5 mấy chị. Trời ơi đẹp. Thì Trang ơi, hay em lấy bộ này nè em nè, bộ này có size số 5 nè, màu xanh coban nè, đẹp quá trời nè. Rồi lên em màu xanh coban. Em cảm ơn chị Quân Đạt nha. Chị ơi chia sẻ like lên giúp em với.